Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong vòng một tháng qua, cả nước đã ghi nhận hơn 4.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có hai trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là những trường hợp tử vong do số xuất huyết đầu tiên trong năm nay. Các bác sĩ cảnh báo, số xuất huyết và COVID-19 là hai bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đều do virus gây ra với một số triệu chứng ban đầu giống nhau, có thể nhầm lẫn như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Do bệnh lây từ người sang người qua mũi đốt, nên biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh là diệt mũi và hạn chế môi trường sinh sống của mũi.